Mười lăm Bình Dương xin chào tất cả bà con cô bác, quý cô, chú, anh chị đang xem trên kênh youtube của Mười lăm Bình Dương nha. Và trong video buổi tối ngày hôm nay thì Mười lăm sẽ cập nhật cho tất cả bà con cô bác một cái tin rất là mới từ chị luật sư Nguyễn Tuyết Cọc, luật sư của Hồng Loan. Và à, khi mà nhắc đến luật sư Nguyễn Tuyết Cọc về chúng ta, à, luôn à, à, gọi là cập nhật những cái tin mới nhất liên quan đến vấn đề à, sao kê vấn đề tài sản của cố nghệ sĩ Tú Du Linh để lại cho chị Hồng Loan đúng không? Rồi không biết là hôm nay là cái tin gì từ chị Tuyết Ngọc đúng không bà con cô bác? À, thì à, cách đây là một giờ trước, luật sư Nguyễn Tuyết Ngọc đang đi từ sân bay quốc tế nội bài đến thành phố Hồ Chí Minh. À, cả tuần đi bụi rồi, giờ chuẩn bị được về nhà. Cảm giác vui gì đâu luôn hà. bay như chim, mới tới qua, còn ở Quảng Nam, sáng nay đã ở Hà Nội và tối nay chuẩn bị về thành phố Hồ Chí Minh yêu thương. Mọi chuyện đều tốt đẹp, hôm nay lại có nhiều tin vui. <laughs> mà không hiểu sao lại có nhiều người nhắn nói rằng nghe đồn đoán gì đó và cảm thấy hoang mang. Chẳng biết nói gì, chỉ biết cười nhẹ, người trong cuộc vui à không muốn kể mà kẻ bên lề cứ được thể nói hoài đang rất buồn ngủ chị em nó lay lắc ngoài sân bay chờ máy bay đến đón à hì hì bởi vì sẵn khoe cái vòng tay hương trầm quảng nam mới được người quảng nam tặng nè và bên dưới thì à, à, chị luật sư nguyễn tiết ngọc có chia sẻ hai tấm hình một tấm là ta về nhà thôi à, david quốc với một tấm hình đó là hương trầm mà người dân tặng cho chị luật sư Nguyễn Tuyết Ngọc nha. Thì chị mới hơn một tiếng nhưng mà đã hơn 100 lượt bình luận của khán giả, 38 lượt like và 886 lượt sáu à, lượt like nha bà con cô bác để xem coi là khán giả xin nói gì à, khi mà à, trong cái bài viết của chị khá là nhiều những cái thông tin à, trong đó có những cái tin vui nhưng mà cảm thấy hoang mang bởi vì có rất là nhiều những người à, nhắn cho chị nha đó à, và ở đây thì chị cũng có nói thêm nè chẳng biết nói gì chị biết cười nhẹ người trong cuộc vui không muốn kể mà kẻ bên lời kẻ bên lời thì cứ cứ thể nói hoài đó là một trong những cái câu nhắn mạnh của luật sư nguyễn tiết ngọc à, thì đối với à, bà con cô bác mà người trong cuộc chúng ta xem À, tham gia cái drama này chắc chắn là chúng ta sẽ biết được luật sư Nguyễn Tiết Ngọc à, đang nói về vấn đề gì đúng không? Rồi, đối với fan cứng nhà đẹp phố phường thì bình luận như thế này Chúc luật sư Ngọc nhiều sức khỏe, thành công trong mọi vụ việc cho thần chủ Một khán giả khác tên là Tony Nguyễn thì cho rằng Vì đó là sự nghiệp của những kẻ chuyên vẽ chuyện tự tạo tin Hỏi phòng sự việc đẩy thành drama để ký sinh lên đó mà kiếm sống nên gọi là nghiệp YouTube chứ không phải nghề YouTube. À một khán giả khác tên là Quê Hương thì chúc luật sư nhiều sức khỏe, thuận lợi thành công. Chị nhớ giữ sức khỏe nhé, ở Sài Gòn nóng gần 40 độ rồi, coi chừng bị sốc nhật nha. Đây là một bình luận của khán giả Haruto Ito. Nhà thơ Trang Bùi thì cũng đã vào bình luận thêm. Cảm ơn chị luật sư đã đồng hành và yêu thương idol của em. Chúc chị luôn vui vẻ và chiến thắng. Và bên dưới thì có thêm bốn cái bình luận. Chiều nay, idol làm cho mọi người nháo nhào kha kha. Đây là bình luận của Kakala. À, nhà thơ trang Bồi thì trả lời, bả vô tư thôi. À, Kakala thì nói, bà mớm chơi con để lên đầu là hiểu rồi rất là vô tư. Nhà thơ Trang Bùi quỳ bậy, quỳ lại bả luôn. Một khán giả khác tên là à, Hoa Hoa, đây là phần cứng ha. Chúc em à, CT à, cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhỏ nhé hương em. Nhà thơ duyên Bùi cũng đã tặng là một bài thơ ha. Hôm nay thì à, mà làm hết lại cũng vẫn còn cái uh, sức sức khỏe mình vẫn không được tốt ha. trình nó hơi bị kẹt mũi. Thì uh, mong rằng bà con cô bác chúng ta thông cảm nha. <laughs> trong nhà rộn tiếng cười vui. Bên ngoài bức bối vì trời đang oi Nhà người muốn kéo ghế ngồi. Người trong cuộc nói đừng ngồi ghế tôi. Chúc mừng sắp đến đích rồi. Nước theo dòng chảy. Dòng trôi đúng đường. Một khán giả khác. À mà bị gian là gà con thì nói Cảm ơn luật sư Ngọc Người nói ít nhưng ta hiểu nhiều Cảm thấy vui lây Mặc dù không quen biết Một khán giả fan cứng nguyện Tiếm thì chia sẻ Chúc chị vui vẻ, nhiều sức khỏe, hạnh phúc nha Khán giả Trần Hoa thì thương em Luật sư nhiều nhé Đó, cứ tự tin là có niềm vui rồi đấy em Tin vui rồi chị ơi, chúc chị em nhiều sức khỏe nhé. Thương em, giữ gìn sức khỏe. Khán giả Huệ Trăng thì nói như thế này. À, chúc chị nhiều sức khỏe ha. À, Quốc Tri Nguyễn thì nói. À, chúc luật sư thượng lộ bình an. Nghe luật sư nói là vui rồi. Mong những điều tốt đẹp đến với luật sư và Hồng Loan. Khán giả Huệ Mai thì chúc luật sư Ngọc nhiều sức khỏe luôn vui vẻ hạnh phúc an yên khán giả ngồi chồng ngọc thì luôn tin tưởng và quý mến luật sư nguyễn tuyết ngọc thì ở đây mời làm bớt thông tin thêm cho tất cả bà con cô bác thì trưa nay chị hồng loan cũng đã chia sẻ một cái tin khá là vui cũng đang làm việc với luật sư nguyễn Tích ngọc cùng với là chị ni tại hà nội và chiều nay thì chị ni cũng đã bắt đầu về bên Úc về lại cùng với là gia đình nha à, không biết là ngày mai sau khi mà chị Hồng Loan à, có lên mộ hay không tại vì hôm ngày mai là ngày à, 14 tháng 2 âm lịch ha năm giáp thìn à, thì trước đó à, chị Hồng Loan thứ bảy tuần rồi hình như là chị Hồng Loan cũng đã lên mộ ha lên mộ chú Du Linh nhưng mà đợt đó thì mười lăm đang đi du lịch cùng với là một số các anh em khác à, tại Bình Định cho nên mình không có à, quay được nhưng mà 15m cũng đã nhờ các anh em tại mộ quay và chia sẻ cho tất cả bà con cô bác ha. Thì chị Hồng Loan cũng có chia sẻ là thứ bảy tuần này. Tức là ngày mai sẽ là ngày dỗ chú với chị Hồng Loan cũng sẽ lên một lần nữa. Trước khi cái chuyến hành trình đi Úc để gọi là 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 ra mắt cái live show rất là đặc biệt tại Bình Úc. Gồm có anh hai Vũ Luân là chị Ba Bình Tinh, anh quy Sang và chị Hồng Loan ha. Và đã rất và hình như là có thêm một số nghệ sĩ khác nữa đó thì chị Hồng Loan cũng đã chuẩn bị đầy đủ visa này nọ rồi rất là nhiều nhiều thứ để chuẩn bị trước khi cái chuyến lưu diễn và theo 15 lăm nghĩ thì trước khi mà qua bên đốt thì chị Hồng Loan cũng sẽ lên mộ để xin chú Vũ Linh xin bà của mình để có một cái chuyến đi thành công thuận lộ và thượng lộ bình an thì trong buổi tối ngày hôm nay thì 15 lăm cũng đã cập nhật cho tất cả bà con cô bác tin rất là vui từ chị luật sư Nguyễn Tiết Ngọc cũng như là những cái tin tức từ à, chị Hồng Loan đây là một số một số cái thông tin bổ sung thêm thôi thì mong rằng bà con cô bác chúng ta cập nhật ha bà con nào mà chúng ta có thể là cập nhật rồi thì chúng ta có thể là xem thêm thôi rồi đến đây thì mời làm hết Bình Dương <laughs> xin phép là khép lại video này cảm ơn tất cả bà con cô bác quý cô chú anh chị rất là nhiều bà con xem video nhớ nhấn like cũng như đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới ha còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại